Lâu lắm rồi bà mới chịu về nhà sớm một bữa. Con thèm được ăn cơm, thèm được nói chuyện với bà biết chừng nào luôn á. Bà bận mà. Thôi được, mai mốt bà sắp xếp công việc, về sớm ăn cơm với con và chơi với cháu ngoại, được chưa? Dạ, nhưng bà phải hứa với con đó nha. Ừ. Thưa ba, con đi làm mới về. Cái con nhỏ này đã làm mẹ rồi mà lúc nào cũng nhí nhảnh vô con nít vậy à? Trong nhà này còn chỉ lớn hơn thằng cu tiết nhà con thôi. Hơn nữa trong gia đình còn vẫn nhỏ nhất nhà mà. Dạ, anh mới về. Con để cho bà vào tắm rồi còn ra ăn cơm. Ông nội đói bụng rồi đó. Dạ, bà tắm nhanh rồi ra ăn nha. Đi ba. Lâu lắm rồi cả nhà mới có dịp ăn cơm đầy đủ như vậy. Đội thấy vui lắm. Thôi mọi người ăn cơm đi. Con xin lỗi ba, sau này con sẽ cố gắng về nhà sớm hơn. Con là trụ cột của nhà này, sống là phải giữ nề nếp cho con cháu. Dù có bận rộn công việc bao nhiêu, cũng phải nhớ mỗi tuần phải duy trì vài bữa cơm với gia đình. Bữa cơm gia đình là điều quan trọng lắm. Ăn đi mấy con để nguội hết. Dạ. Dạ con mời ba. Cảm ơn con. Em ăn đi. Hôm nay ngày đầu tiên đi làm, con thấy sao? Dạ thưa ba, con đang bắt đầu học hỏi làm quen với công việc. Cũng may là có chú Mạnh và anh hai chỉ dạy. Con nghĩ là không bao lâu nữa con sẽ làm tốt công việc mà ba giao. Phải đó. Ông rất là mừng khi thấy cha con bị hòa hợp. Thằng Đại cũng cần công việc để làm. Mang tiếng ở bên nhà vợ mà không có công ăn việc làm á, nó không nghĩ quẩn mới là lạ đó. Dạ con cảm ơn ông nội đã nghĩ cho con. Con cảm ơn cả nhà đã đối xử tốt với con. Và nhất là ba đã tạo công ăn việc làm cho con. Anh ăn đi. Em nói với anh rồi mà, gia đình em là số 1 á, ai cũng tuyệt vời. Giờ thì anh đã tin chưa? Ừ? Mẹ, khi nào ăn cơm xong á, con gửi mẹ cháu một chút nha. Con muốn đi ra ngoài á, để thư giãn với chồng một chút xíu. Ừ, đi nhớ về sớm nha con. Dạ, con cảm ơn mẹ. Lâu lắm rồi á, em mới được lên trên này và được ngắm cảnh đẹp này á. Bây giờ con còn nhỏ, em không thể nào bỏ con đi nhiều được. Để mai mốt con lớn một chút á, anh sẽ đưa em đi chơi nhiều hơn. Em biết anh ở trong nhà em á, cái gì cũng không thấy thoải mái cho lắm. Nên em muốn chúng ta á, có nhiều khoảng riêng tư như vậy nè. Anh cảm ơn em đã luôn nghĩ cho anh. Nhưng mà em đừng lo, mọi người trong gia đình ai cũng thương anh hết, nên anh cảm thấy rất thoải mái. Anh nói vậy là em vui rồi. Em chỉ sợ là anh không thích nghi được với cuộc sống của gia đình em thôi. Anh ở đâu cũng được hết, miễn sao có mẹ con em bên cạnh thì nơi đó chính là thiên đường của anh. Sài Gòn đẹp quá. Tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này. Nếu bây giờ mình đẩy cô ta xuống dưới kia thì chuyện gì sẽ xảy ra? Con cầu xin ơn trên trời Phật.
xin phù hộ cho gia đình con được bình yên. Con đã nhìn thấy sự bất ổn, tham vọng, thù hận đã đẩy những người thân của con vào một cuộc chiến âm thầm. Nhưng con không biết làm sao để hóa giải. Con thật sự bất... Hôm nay chủ nhật, không biết làm gì, không biết đi đâu. Làm mấy món rượu mạnh qua La Rai chơi. Hôm nay nhìn Mạnh lạ lắm. Có chuyện gì không vui hả? Uống đi, uống cho quên cái sự đời khốn nạn. Mạnh luôn luôn là một người rất điềm tĩnh và nho nhã. Có chuyện gì làm cho Mạnh giận đến mức phải chửi đời một cách cay độc như vậy? Sự dồn nén cứ như một trái bom nổ chậm được cài đặt sẵn. Chỉ cần kích ngòi là nó sẽ nổ. Tôi chỉ không biết là lúc nào thôi. Ba. Đó, bà thấy nó giống ba ghê chưa? Từ cái mắt nè, cái mũi, tới cả miệng cười nữa. Ừ, thằng nhóc này mà giống ông ngoại là ngon lành lắm đây. Con muốn quy tiết giống ông ngoại không những về vẻ bề ngoài mà còn tính cách cũng phải giống ba nữa. Ba, ba là thần tượng của con á. Trong mắt con, ba là số một. Vậy ở trong mắt con, ba là người như thế nào? Ba là người đàn ông kinh thiên lập địa, là một người cha, người chồng hoàn hảo. Tâm của con trong sáng như thiên thần. Ba cảm ơn con đã luôn nghĩ tốt về ba. Cả cái thế giới này mọi người nghĩ về ba ra sao không quan trọng, ba chỉ cần con. Ngoan nha con. Chà, con chào hai cha nội. Con tình cảm quá ha. Dạ. Dạ, nay chủ nhật mà con không đi đâu mới là chuyện lạ đó. Con cũng đâu muốn ra ngoài nhiều ba, nhưng mà công việc nhiều quá, đồ chỉ giải quyết trong giờ hành chánh là xong. Nội khỏe ghê đó, ngày nào cũng đi đánh tennis quá. Ra ngoài đó, ngoài chuyện tập thể dục, nội còn đi gặp bạn bè tán chuyện. Con mà bắt nội ở nhà hoài buộc chết nha con. Lụa ơi, pha cho ông nội ly nước cam nha. Dạ. Ủa, mẹ con luôn rồi. Mẹ con á, được chồng con chở đi chùa rồi ông nội. À, hôm nay ngày rằm. Mẹ con là người biết lễ nghĩa đạo đời, con hãy nhìn mẹ mà học hỏi nghe. Mẹ con là một người phụ nữ tuyệt vời mà. Ông nội ha. Mẹ ít có dịp nói chuyện với con ở nhà. Mẹ muốn biết là con có hài lòng với cuộc sống hiện tại của con hay không? Dạ, con có được như ngày hôm nay, tất cả là cũng nhờ gia đình mình giúp đỡ. Mọi người cũng muốn cảm ơn trên hết, đó chính là mẹ. Mẹ không cần con cảm ơn đâu. Mẹ cố gắng làm tròn trách nhiệm với các con. Chỉ cầu mong nhìn thấy con cái được hạnh phúc. Đại à, mẹ không muốn gợi lại chuyện trong quá khứ, nhất là chuyện liên quan tới em gái của con. Tuy mẹ không nói ra, nhưng mà mẹ biết hết. Mẹ cầu xin con, hãy để cho quá khứ qua đi. Hãy nghĩ tới tương lai, nghĩ tới gia đình nhỏ của con. Mẹ biết Kim Ngân, con gái của mẹ, nó yêu con nhiều lắm. Con trai của con cũng cần phải được nuôi nấng, dạy dỗ tử tế. Một đời mẹ không có cầu xin bất cứ điều gì cho bản thân,
Mẹ chỉ mong nhìn thấy các con sống bình yên và hạnh phúc là mẹ vui lắm rồi. Con giúp mẹ hoàn thành tâm nguyện này có được không đại? Mẹ, mẹ đừng quá lo lắng, mọi chuyện ổn mà mẹ. Điềm, em sống khôn thác thiên, phù hộ cho những người thân quá giải hận thù. Anh chỉ cầu mong cho mọi người được hạnh phúc. Anh đã tin em và anh đã tin đại, nhưng giờ đây anh thật sự hoang mang với những gì đang diễn ra. Có phải anh là kẻ ngu ngốc như lời ba anh đã nói, hay là anh chỉ là một kẻ quá cả tin vào cuộc đời này? Dạ bác để con. Cảm ơn cậu đã ghé qua thắp nhang cho con Điệp. Ở dưới kia nó mà biết được chắc cũng ấm lòng. Con xin lỗi bác, dạo này con bận nhiều việc quá, cho nên con không thường xuyên qua thăm bác và thắp nhang cho Điệp. Không sao đâu, chỉ cần cậu có lòng thành thì con Điệp nó sẽ biết. Số phận con Điệp đã như vậy, thôi thì cứ để cho nó yên nghỉ đi. Điều mà tôi lo lắng nhất là thằng Đại. Nó sống ở nhà cậu có tốt không? Tôi nhờ cậu quan tâm tới nó giúp giùm tôi. Bác cứ yên tâm đi, Đại sống ở nhà con rất là thoải mái. Cả nhà con ai cũng đều yêu quý Đại. Hai vợ chồng của nó sống rất là hạnh phúc. Tôi tuy ít tiếp xúc với gia đình cậu, nhưng tôi tin lời cậu nói. Mẹ cậu, ông nội cậu và bản thân cậu quý con trai tôi. Nhưng còn ba của cậu, tôi nhìn thấy ánh mắt của ổng không ưa gì đứa con rể bất đắc dĩ này. Nghèo đâu phải là cái tội để cho ba cậu khinh nó. Nếu chuyện chỉ dừng lại ở đó thì mọi việc sẽ không tồi tệ hơn. Chưa bao giờ tôi thấy ông uống nhiều như vậy. Ông đang bức xúc điều gì mà giấu tôi phải không? Là chỗ bạn bè, tôi không có muốn nói xấu sau lưng người khác. Thôi Mạnh, không cần phải nói ra tôi vẫn biết người đó là ai rồi. Thật sự tôi cũng không biết là người đó có còn là bạn của chúng ta không nữa. Bao nhiêu năm qua tôi với Mạnh làm biết bao nhiêu thứ để bảo vệ, để hy sinh vì người đó. Tôi thật sự cũng không biết là người đó có biết và trân trọng điều đó hay không. Trong một cuộc chơi rất khó đòi hỏi được sự công bằng, tôi hiểu rõ điều đó chứ. Nhưng nói thật, chính cậu ta là người ép người quá đáng mà. Tôi thật sự bức xúc, tôi muốn rút. Mạnh không thể nào thoát ra một cách dễ dàng như vậy được, vì con người đó thật sự là rất ma mãnh và rất nham hiểm. Ngày xưa Quang Hải đâu có tệ như vậy đâu. Không lẽ chỉ vì một chữ tiền mà cậu ta lại thay đổi tới mức độ như vậy sao chứ? Tôi là người ở bên cạnh Quang Hải suốt bao nhiêu năm qua, nên biết rất rõ về con người đó. Không phải là chữ tiền khiến cho Hải trở thành con người như vậy đâu. Mạnh có muốn biết chính xác điều gì khiến cho Hải trở thành một sát thủ máu lạnh như bây giờ không? Chỉ có một chữ, chữ tình. Chỉ một chữ tình khiến cho Hoàng Hải biến đổi hoàn toàn. Sau khi bị vợ cắm sừng, Hải đâm ra thù hận tất cả cuộc đời này. Không, Duyên đừng nói như vậy. Tôi không bao giờ tin Nhật Linh là một con người như vậy đâu.
Đúng là đàn ông các người. Đàn ông các người luôn luôn bị đánh lừa bởi vẻ ngoài ngoan hiền của phụ nữ. Mạnh chưa bao giờ để ý trong nhà của Hoàng Hải hả? Có nhìn đứa con đầu lòng của họ không? Nó không hề giống Hoàng Hải một chút nào cả. Mạnh có nhìn thấy cách mà Hoàng Hải đối xử với Thành Thiên không? Thật ra tôi cũng thấy ngờ ngợ thôi. Nhưng mà chuyện đó không thể nào xảy ra được. Nhật Linh là một người phụ nữ rất đứng đắn, là một người phụ nữ rất đàng hoàng mà tôi đã từng biết. Đứng đắn mà ăn nằm với hai người đàn ông cùng một lúc à? Và thậm chí hai người đó là bạn thân của nhau nữa. Cái gì? Duyên, Duyên đừng có nói là Thành Thiên lại là con của Gia Vĩ nha. Nếu như không có chứng cứ thì đừng có nói tầm bậy. Nhật Linh mà nghe được thì lại mất lòng đó. Chính Nhật Linh là người đã nói cho tôi biết về chuyện đó. Và cũng chính điều đó đã khiến cho Hoàng Hải phát điên lên và trở nên căm thù cuộc đời và biến thành một con người hoàn toàn khác. Không, tôi không thể nào tin được chuyện này. Duyên à, Gia Vĩ có biết chuyện này không? Gia Vĩ có biết được là Thành Thiên là con trai của cậu ấy không? Chắc là không. Vì đã bao nhiêu năm nay có ai liên lạc được với cậu ta đâu. Nếu như bây giờ mà Gia Vĩ biết mình có một đứa con rơi ở Việt Nam thì không biết Gia Vĩ sẽ nghĩ gì. Vào đi. Là anh hả? Ừ. Em tưởng đâu là nhân viên. Anh đi đâu mà ghé qua em vậy? Ngồi anh đi. Ngồi đi. Tôi mới ghé qua em Ti Băng. Bà đưa cho tôi một số giấy tờ đem qua cho chú Mạnh ký cấp. Như vậy là hồ sơ xin dây của công ty xây dựng TNT bà đã thông qua rồi. Cậu đã quen với công việc chưa? Dạ cũng quen dần rồi. Mấy tháng đầu còn hơi bị ngợp, nhưng mà cũng nhờ chú Mạnh chỉ dạy cho nên là em đã sắp xếp công việc ổn định hơn. Hiện tại cậu cần làm quen với khâu thẩm định hồ sơ ban đầu, nghiên cứu kỹ rồi chuyển qua cho chú Mạnh. Sau này cậu rành việc rồi thì đi ngoại giao, đem hợp đồng về cho công ty. Thực sự thì về chuyên môn em không sợ, có thể học. Nhưng mà em thấy công ty Kim Ngân là một công ty đầu tư tài chính, lẽ ra tiêu chí thẩm định phải được đặt lên hàng đầu. Nhưng tại sao chúng ta không làm như vậy? Công ty đầu tư tài chính Kim Ngân là một trong những công ty con của ngân hàng MT Bank. Mọi nguyên tắc không tuân thủ theo luật đâu, vì đó là một sân chơi riêng. Luật là do ông chủ lớn đặt ra. Anh đang muốn nói tới bà? Có những việc từ từ rồi cậu sẽ hiểu. Bất cập hay là theo một nguyên tắc riêng nào đó đều do sức mạnh của đồng tiền chi phối. Lãi suất thì quá cao, vượt khung quy định, lại còn có những khoản thu khác. Làm sao mà khách hàng chịu nổi? Làm sao mà họ trả nợ được? Cậu đừng quan tâm quá nhiều đến lãi suất, đến những quy định. Hãy cứ làm tốt công việc của mình đi. Còn việc đòi nợ đã có những người chuyên nghiệp làm thay chúng ta rồi. Mọi sự thắc mắc của cậu đều không có lời giải đáp đâu. Thôi cậu làm việc đi, tôi qua chú Mạnh đi. Dạ. Em chào anh hai. Kẻ mạnh được quyền đặt ra luật sao? Vì luật pháp sinh ra để làm gì? Ông ta có thể dùng tay che được cả mặt trời sao? Dạ chào giám đốc. Dạ giám đốc cho gọi em. Em ngồi đi. Dạ. Ngồi đi. Em dạo này nhìn phong độ quá, chắc tập thể hình nhiều lắm hả? Dạ. Trong cái ngành của mình, nếu không siêng năng luyện tập, không giữ được hình thể chuẩn thì khó mà đứng trên sàn khách quốc lắm anh ạ. Cưng nói đúng, nhưng chỉ đúng một nửa thôi. Muốn đứng vững còn phải do bầu số quyết định nữa. Cho dù có giỏi, có chuẩn bằng trời mà không có sự đỡ đầu thì cũng chết nghe cưng. Dạ em biết rồi.
Sắp tới có show diễn ở Paris, anh định cho em làm người mẫu nam chính của chương trình này. Thiệt hả anh? Em cảm ơn anh đã tạo cơ hội cho em. Bà nói con đem hồ sơ này quay cho chú ký liền. Ừ, con cứ để đó cho chú. Hình như chú không được khỏe hả? Hôm qua chú nhậu hơi quá chén, bây giờ vẫn còn nhức cái đầu. Chú mệt, sao không nghỉ một ngày cho khỏe rồi hãy đi làm. Chú muốn giải quyết hết hồ sơ trước khi... Ý chú muốn nói gì con không hiểu. Cũng không có gì quan trọng đâu. Tới đó rồi chú sẽ nói cho con hay. Sao tự nhiên chú nhìn con dữ vậy? Không có gì. À mà có, chú muốn hỏi con một câu. Dạ, chú hỏi đi. Con có thấy thật sự hạnh phúc với cuộc sống hiện tại không? Sao chú lại hỏi con câu này? Bởi vì có lúc chú bắt gặp được ánh mắt buồn của con và gương mặt hay trầm tư. Thanh niên như con thường sống vui vẻ hơn. Dạ, đôi khi cũng là do tính cách của mỗi người thôi. Từ trước tới nay con vốn không thích những nơi ồn ào và náo nhiệt. Cuộc sống của con đôi lúc con cảm thấy rất hoang mang, rất cô đơn. Ngoài mẹ con ra thì không có ai hiểu được con hết. Thú thật mà nói, mẹ con là một người rất tuyệt vời. Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời anh, em sẽ có tất cả sự nổi tiếng lẫn một cuộc sống vật chất đầy đủ y như trong mơ. Em xin anh, anh đừng có làm như vậy. Em đã có người yêu rồi. Là ông Mạnh đó hả? Làm sao ông ta lo cho em một cuộc sống đầy đủ như ông Hoàng? Về với anh em sẽ có tất cả. Anh phải tôn trọng bản thân anh, phải tôn trọng người khác. Không phải ai cũng bất chấp tất cả để đạt được danh vọng đâu anh. Là hai cha con, nhưng con và ba con không giống nhau nhiều. Thật ra ý chú muốn nói về tính cách đó mà. Ba con thì sắc sảo tham vọng bao nhiêu, còn con thì lại hiền lành thật thà bấy nhiêu. Cũng có nhiều người nói như chú vậy. Xin lỗi con, chú nghe điện thoại. Dạ. À, anh nghe đây em. Cái gì? Được rồi, anh sẽ tới đón em ngay. Thiên à, chú có việc gấp phải đi, gặp lại con sau nha Thiên. À, là người yêu của chú gọi hả? Chú giấu người yêu kỹ ghê ha. Hôm nào chú giới thiệu cô ấy cho con biết nha. Để có dịp đi, bây giờ chú phải đi ngay đây. Dạ, con chào chú. Có một người để thương, để chờ đợi và lo lắng cũng rất tuyệt. Anh sẽ giết chết ông ta. Đừng mà anh ơi, em không sao đâu. Cũng vì những con người như ông ta mà cả thế giới này đều căm ghét chúng ta. Họ nghĩ chúng ta là những kẻ bệnh hoạn em mà. Đâu phải ai sống trong thế giới này cũng mất tư cách, mất đạo đức. Thật là không công bằng mà. Anh à, thế giới này lúc nào cũng có người tốt kẻ xấu. Em không lo lắng người ta nghĩ về mình như thế nào. Chỉ cần anh và em hiểu nhau là đủ rồi.
lần sau á em sẽ đề phòng ông ta hơn. Em yên tâm, chỉ còn một hơi thở cuối cùng, anh nhất định sẽ bảo vệ em tới cùng. Em không được mở mắt ra nha. Khi nào đếm tới ba thì mới được mở mắt ra. Chồng ơi, em sốt ruột quá à. Nhanh nhanh lên. Một hai. Được chưa? Hai rưỡi. Trời ơi, chồng đếm chậm rì à. Nhanh lên đi. Chơi gian quá à. Anh chưa đếm tới ba là em không được mở mắt ra đó. Hai rưỡi. Hai rưỡi. Ba. Wow. Đẹp quá à. Em có thích không? Em thích chứ. Chồng khéo chọn màu ghê. Giờ màu này đang là mốt á. Em thích lắm. Nhưng hàng này đâu có rẻ đâu. Em không cần bất cứ vật chất nào kèm theo đâu. Em yêu anh và hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Anh cảm ơn vợ yêu nhiều lắm. Mẹ, anh Đại mới mua cho con túi nè. Đẹp không mẹ? Con mới đi làm, có tiền sao không để dành dụm mà gửi về bên đó. Hai á, nó để phòng thân sau này. Vợ con nó không có thiếu gì đâu, đừng có mua sắm. Mẹ la anh kìa. Nhưng mà anh vui. Mẹ thương anh nên mẹ mới nói vậy đó. Con biết là mẹ thương con nên mẹ mới la rầy con như vậy. Lần sau con sẽ mua quà rẻ hơn để tặng cho vợ con vui. Và mẹ cũng không la rầy con nữa. Mẹ muốn con tiết kiệm cũng là muốn tốt cho con thôi. Cô Tiết bú ngoan quá hả mẹ? Con nhớ nha, cứ tới cử là phải cho con bú, đừng có để nó khóc vì khát sữa đó. Dạ. Cô Tiết sướng nha, có bà ngoại chăm kỹ. Mẹ, con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Không có mẹ, vợ chồng con không biết xoay sở ra sao luôn. Mẹ, mẹ là số 1 đó. Ê, hả? Mẹ đây. Con cầu xin ơn trên phù hộ cho gia đình con được bình yên. Anh ơi, anh. Anh ơi. Anh à. Tha cho tôi đi mà, tha cho tôi đi mà. Tôi mà, cô tha cho tao không? Trả lại mạng cho tao. Trả lại mạng cho tao. Trả lại mạng cho tao. Không. Trả lại mạng cho tao. Không phải tôi. Không phải tôi. Tôi không muốn ông chết. Tôi không muốn ông chết. Tôi chỉ thừa lệnh làm theo ông Hải thôi mà. Tụi mày cũng một vụ cả thôi. Cái dòi bạch tuộc của tụi mày dương tới đâu là có người chết tới đó. Không, tha cho tôi đi. Tha cho tôi đi mà. Không, anh, không. Anh Mạnh. Không, anh Mạnh. Tôi.
mơ thấy gì mà dãy dụa ghê vậy? Cảm ơn em. Anh làm cho em thức giấc hả? Thôi em ngủ lại đi. Anh có sao không? Anh không sao. Chỉ là ác mộng thôi mà. Em ngủ lại đi. Dạ. Ừ. Sẽ là một gia đình hạnh phúc thực sự. Cái gì? Bao của Thành Thiên trở thành tình nhân của em gái anh? Thời gian đầu hai người rất vui vẻ và hạnh phúc, cho đến khi Điệp có thai với ông ấy. Cái gì? Điệp có thai? Dạ phải. Yêu con của kẻ thù, mình không thể hạnh phúc trong cái chết oan ức của em gái mình được.
bông đi. Bông đi. Bông đi. Bông đi. Rốt cuộc mình cũng chỉ là trò chơi của người đàn ông này. Thỉnh thoảng ông ta lại đến bố thí chút tình cảm thừa thải cho mình. Đêm hôm qua anh mơ thấy cái gì mà la ghê vậy? Anh cũng không nhớ là ác mộng hay là gặp ma quỷ gì đó. Ma quỷ trong mơ chỉ hù dọa thôi, ma quỷ ngoài đời mới đáng sợ. Em đang nhớ tới gã bồ sô có đúng không? Quên ông ta đi, anh sẽ tìm cho em một công ty khác. À, Thiên. Dạ chào chú. Chào cậu. Chào anh. Con cà phê với bạn hả? Bạn con tới chưa? Nếu chưa tới con ngồi đây với chú luôn đi. Dạ, bạn con ở trong kia kìa. Thôi con xin phép vô trong nghe. Dạ. Xin chào. Xin lỗi nghe. Hai bạn tới lâu chưa? Nhìn anh Thiên á, thấy thích ghê á. Sinh ra đã là công tử con nhà giàu rồi. Em à, thấy vậy mà không phải vậy đâu. Ý anh là sao? Ra cậu ta không phải là con ruột của tổng giám đốc hả? Đừng la lớn, từ từ rồi anh kể cho nghe. Ai cũng có những bí mật riêng. Đôi khi những cái mà mình nhìn thấy nó chỉ là bề nổi thôi. Cuộc họp định kỳ các cổ đông lần này, các vị chuẩn bị tinh thần để nghe một số báo cáo không được tốt lắm. Nhưng tôi nói một cách dễ hiểu, đây là tình hình bất ổn chung mà tất cả các ngân hàng khác đều lâm vào, không chỉ riêng gì MTBank. Bản báo cáo tổng hợp tình hình sẽ được cô Duyên trình bày trước các cổ đông ngày hôm nay. Về bản báo cáo chi tiết thì tôi đã gửi email cho tất cả thành viên rồi. Nhưng hôm nay tôi cũng xin được nói vài con số cụ thể. Tính cho đến thời điểm hiện tại thì số lượng cổ phiếu mà chúng ta thua lỗ lên tới 154 tỷ. Trời ơi, cái gì? Trời ơi, 154 tỷ là sao lỗ nhiều vậy? Phải tìm cách giải quyết đi chứ. Hiện nay chúng ta đang bị truy thu thuế ở quý 1 là bị phạt chậm là 23 tỷ. Sao lại có chuyện này? Truy thu rồi, tháng nào cũng có báo cáo đầy đủ mà. Thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh từ hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính giữa ngân hàng MTBank và công ty con Kim Ngân trong phi vụ giao dịch kinh doanh vàng năm vừa qua, tôi muốn lách luật, lợi dụng chính sách của nhà nước về việc miễn thuế thu nhập cá nhân trong 6 tháng đầu năm. Tôi đã ký ủy thác đầu tư cho ông Mạnh chịu trách nhiệm, nhưng chi cục thuế đã phát hiện và truy thu.
chúng ta không còn cách nào khác là phải đóng. Trời ơi. Phải đóng à? Tôi hiểu cái cách mà tổng giám đốc làm, nhưng nói thật, nếu như cái khoản thuế mà không bị truy thu này, liệu có được chia đều cho các cổ đông không? Sao không thấy báo cáo trước kia, nay bị truy thu rồi mới khai ra? À, chúng tôi muốn làm thử nghiệm. Nếu thành công á, thì sẽ báo cho anh em vui, và tất nhiên sẽ chia đều. Nhưng thất bại thì chúng ta vẫn phải đóng theo tiêu chuẩn thuế ban đầu. Phần lợi nhuận á, thì dù sao chúng ta cũng đã bỏ túi. Mẹ, cô Tiết đâu rồi mẹ? Nó có ngoan không? Nó ngoan lắm, vừa bú xong là lăn ra ngủ liền đó. Mẹ, con có mua cho mẹ mấy cái đầm đẹp lắm. Con mua làm gì? Mẹ có đi đâu đâu mà mặc. Thỉnh thoảng mẹ phải ra ngoài chứ. Con chưa thấy ai thiệt thòi như mẹ á. Chồng mình là đại gia mà chẳng biết hưởng thụ gì hết á. Con hiểu hai chữ hưởng thụ là như thế nào? Là ăn ngon, mặc đẹp, đi đây đi đó. Nói chung á, là trên đời này có cái gì hay nhất là mình tận hưởng hết. Đó chỉ là sự thỏa mãn của cảm xúc, phục vụ cho cái tôi ham thích hưởng thụ không biết dừng của con người thôi. Thật ra thì không cần những điều cao xa như con nói đâu, cũng có cách hưởng thụ riêng. Ví dụ như là thưởng thức một bản nhạc hay, ngắm một ánh trăng lãng mạn, hoặc đơn giản hơn là tận hưởng sự bình yên trong cô đơn. Đố mà con hiểu được á, phải chờ con đến tầm tuổi của mẹ thì con mới hiểu thông được những điều mẹ nói. Không đâu con, có những người sống tới 70 tuổi vẫn chưa thấu hiểu được cuộc đời này. Chỉ có sự trải nghiệm mới cho con người ta cảm nhận, chạm đến tận cùng mọi ngóc ngách trong tâm hồn và hiểu ta cần gì thật sự, hạnh phúc chân thật nằm ở đâu. Mẹ có thể đàm đạo với các sư thầy, còn nói chuyện này với con thì I don't understand nha. Thôi con đi cất đồ đây nha. Cậu Mạnh, hiểu nổi chuyện này tôi thấy có cái gì khuất tất rồi. Cậu gần như là cánh tay phải của tổng giám đốc. Cậu có thể cho chúng tôi biết thực hư của những phi vụ làm ăn gần đây? Lời á, chi cho cổ đông không bao nhiêu, toàn là báo lỗ, nợ xấu, và lại còn nợ thuế nữa là sao? Tại sao lúc nãy trong cuộc họp các vị không lên tiếng hỏi thẳng tổng giám đốc đi, bây giờ lại truy hỏi tôi? Vậy là sao? Mấy ông cũng biết tính khí của tổng giám đốc rồi đó. Chúng tôi có muốn nói cũng không có nói được. Nhưng thực sự chúng tôi rất bức xúc. Làm ăn kiểu này chúng tôi có cảm nhận là mình bị đè đầu cưỡi cổ bởi một người quá hung ác như vậy. Cậu cũng thông cảm, tụi tôi không có ý gì với cậu đâu. Chỉ vì quá bức xúc nên muốn hỏi thăm cậu vậy thôi. Chúng tôi là cổ đông, nhưng không tham gia trực tiếp quản lý công việc. Đến định kỳ họp á, thì chỉ nghe báo cáo lời lỗ, nên mọi chuyện không có rành. Nói thật, anh Mạnh đây á, là người bên cạnh ông tổng giám đốc, biết đâu các phi vụ làm ăn chia chác cũng được hưởng lợi. Việc gì phải đứng về phía chúng ta mà lên tiếng chứ? Sao nói cái gì? Bình tĩnh đi. Ông chuyện nói cái gì? Nè, thôi chú Mạnh đi, chú bình tĩnh đi chú Mạnh. Nếu ai có thắc mắc gì thì lên phòng tổng giám đốc mà hỏi, đừng gây mất trật tự ở đây nữa. Nhân viên coi chúng ta ra làm sao? Kiên, tôi nhắc lại cho chú một lần nữa, tôi là người nuôi quân của chú. Hãy nói mọi người làm việc tăng tốc lên,
Nếu mà tuần này bên chú không thu hồi được nợ về cho tôi, tôi sẽ kết hợp làm việc với người khác. Cậu sao vậy? Có chuyện gì? Ngồi đi rồi nói. Cậu có biết ở ngoài kia người ta đang nói gì về tôi hay không? Sao cậu lại quan tâm thiên hạ nói gì về mình? Ừ, có thể là cậu không quan tâm, nhưng tôi thì có. Và ngay cả lúc không ai biết gì, không ai nói gì, thì lương tâm của tôi vẫn day dứt. Tôi đã nhúng tay quá sâu vào cuộc chơi của cậu. Cậu có biết là những oan hồn về ám ảnh tôi trong những giấc mơ, họ nhìn tôi bằng ánh mắt ai oán, cũng như thể là tôi đã cầm dao giết họ vậy. Đến người sống còn chưa làm gì được mình, sao cậu lại sợ ba cái vong vớ vẩn đó? Không, tôi không thể nào tiếp tục được. Tôi muốn rút, tôi muốn tìm lại sự bình yên trong tâm hồn mình. Và cả cậu nữa, nên dừng tay lại đi. Nếu không, cậu sẽ hối hận không kịp đâu. Không ai có thể dạy tôi cách sống như thế nào. Kể cả... Cô đi ra ngoài đi, chúng tôi cần nói chuyện riêng. Đường cơ của anh cũng sắc sảo không kém gì con người của anh. Hy vọng sau khi chúng ta sáp nhập, tôi sẽ như là hổ mọc thêm cánh với sự trợ giúp và đồng hành của anh. Vậy là trên thương trường tài chính ngân hàng sẽ có một cặp song kiếm hợp bích hoành tráng đây. Dạ, ba cho gọi con. Con chào chú. Anh biết Thành Thiên con trai tôi lâu rồi, còn đây là Quang Đại, con rể của tôi. Hiện giờ là phó giám đốc bên công ty đầu tư tài chính Kim Ngân. Còn đây là ông Phan, tổng giám đốc ngân hàng BVBank. Chà, anh có những trợ thủ đắc lực như vậy, thảo nào mà sự nghiệp không đi lên như diều gặp gió được. Dạ, tất cả là do một tay ba con tạo nên. Anh em tụi con chưa giúp gì cho ba con được. Khiêm tốn như vậy là tốt, nhưng chú nhìn người không lầm đâu. Hai đứa thần thái sáng sủa như vậy, sau này sẽ hỗ trợ cho ba cháu rất là nhiều việc. À, tôi có việc gấp phải đi. Có lẽ thứ hai tôi sẽ gặp anh trong buổi ký kết. Anh yên tâm, mọi chuyện sẽ rất là tốt bắt đầu từ ngày thứ hai. Chú đi trước. Cháu chào chú. Dạ con chào chú. Sau này có dịp mong chú chỉ dạy thêm cho con. Nhất định. Ngay thời điểm này chúng ta không thể tin ai được. Làm ăn thuận lợi họ sẽ bám theo ta, nhưng chỉ cần le lói sự thất bại, thiên hạ sẽ ngoảnh mặt và thậm chí tìm cách chơi mình. Nhưng con thấy bên cạnh ba toàn là tay chân thân tín, như cô Duyên, chú Mạnh, chú Kiên. Làm sao mà những người đó dám phản ba được? Đừng bao giờ đặt lòng tin vào bất kỳ ai. Cảm ơn ông đã dạy tôi câu này. Con chuẩn bị thay thế vị trí chú Mạnh. Thôi ông đừng có uống nữa Mạnh, ông say rồi. Không, tôi chưa có say. Tôi cần một ít men nữa. Như vậy tôi mới đủ dũng khí để nói chuyện với ông ta. Ông đấu không lại con người đó đâu. Không,
không đấu lại, tôi cũng nhất định phải đấu. Không, tôi không thể nào bỏ cuộc. Trước khi ra đi, nhất định tôi phải lấy lại sự công bằng cho mình. Tài sản của ông ta thì quá lớn, còn tôi có bao nhiêu? Tôi không có bao nhiêu hết. Tôi không thể nào mất trắng, Duy có hiểu không? Ông cũng thừa biết là Hải đã thông báo lỗ trước toàn bộ các cổ đông. Bây giờ ông lấy lý do gì để bắt ảnh trả lại toàn bộ cổ phần ban đầu cho ông? Không, tôi nhất định sẽ bắt trước ông ta đi đường vòng. Ông ta đã bỏ túi riêng từ những cái hợp đồng đen đó, bà cũng biết quá rõ điều đó mà. Không dễ đâu. Tôi nhất định sẽ đòi lại. Thì kinh nghiệm của con cũng còn rất yếu, không có bằng chú Mạnh được. Không sao, chỉ cần con làm theo lời ba là được. Kinh nghiệm thì ba sẽ chỉ dạy cho con từ từ. Giờ thì con về công ty thu gom toàn bộ hồ sơ đã thực hiện và những gì đang làm với chú Mạnh, chờ chỉ thị tiếp theo của ba. Dạ, con sẽ cố gắng làm tốt công việc mà ba đã giao phó. Thưa ba con đi. Em đi trước nha. Tôi thừa biết mình chỉ là con chốt thí trong tay của ông. Ba không tin cậu ta, con phải biết điều này. Chỉ có cha con mình mới là người thân thật sự. Con phải để mắt tới cậu ta. Tại sao? Tại sao cậu lại không nghe điện thoại của tôi vậy? Cậu đang ra lệnh cho tôi đó à? Được rồi, hôm nay tôi với cậu sẽ nói hết một lần. Mai này chấm dứt, đường ai nấy đi. Chú sai quá rồi, thôi để con đưa chú về nghe. Con đừng lo, chú vẫn còn đủ sáng suốt để nói chuyện với ba của con đó. Con ra ngoài canh cửa đi, đừng để ai vào phòng. Để ba và chú nói chuyện riêng. Dạ. Được, có ấm ức gì thì nói một lần đi, tôi nghe đây. Sao mà mình linh cảm sẽ có chuyện gì đó sắp xảy ra. Tâm trạng của Mạnh không tốt một chút nào cả. Tôi nể cậu từng là bạn học nên mới nói như vậy. Cậu nghe hay không là tùy. Cậu nghĩ mình là ai mà dám lên tiếng đàm phán với tôi? Cậu! Tôi không đàm phán. Đây là một sự trao đổi song phẳng. Cậu đã quá nhiều rồi. Tất cả những khoản tiền khác nằm ngoài hợp đồng, nó đều lọt vào túi của cậu hết. Còn những cổ đông khác, những cổ đông khác đều chịu trách hay sao? Cậu không có quyền chia chác với tôi. Phần của cậu đã đủ. Chia à? Cậu chia cho tôi à? Cậu chia cho tôi hay là để tôi nhận tiền bố thí? Như vậy mà cậu nói là đủ sao? Hả? Cậu nên nhớ, chó cùng cắn dầu, tôi có chết đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng có yên đâu. Cậu dám dọa tôi à? Tôi không dọa. Nếu như cậu ép người quá đáng,
Alo, tôi nghe. Duyên đây. Chào Duyên, bà gọi có chuyện gì không? Cho tôi hỏi là có anh Hải ở nhà không? Sao lại gọi tới đây để tìm chồng tôi? Ông ấy có điện thoại di động mà. Tôi gọi anh Hải không phải là vì chuyện riêng, mà tôi đang linh cảm có chuyện gì rất xấu sắp xảy ra, cho nên tôi phải gọi điện báo cho anh Hải biết. Chuyện xấu? Là chuyện gì? Mạnh bây giờ đang rất bức xúc về chuyện làm ăn với anh Hải. Tôi vừa mới uống với Mạnh xong, bây giờ chắc Mạnh đang đi tìm anh Hải để ăn thua đủ với anh ấy. Không thể có chuyện này được đâu, họ là bạn với nhau mà. Cũng là do ông Hải ép người quá đáng, chứ bà cũng thừa biết ông Mạnh không phải là người hồ đồ rồi mà. Chắc không sao đâu, họ chỉ nói chuyện phải trái với nhau thôi. Tôi không biết, nhưng mà chưa bao giờ tôi nhìn thấy Mạnh giận dữ đến như vậy. Em dạ. À, em định vô trong hả? Dạ em vô đưa khăn lạnh. Không cần đâu, trong đó đang mang công việc. Dạ. Hình như em mới vào đi làm phải không? Anh tới chơi nhiều lần rồi mà không thấy em. Dạ em cũng mới đi làm thời gian gần đây thôi. Hiện em đang là sinh viên năm thứ hai trường đại học tài chính kế toán. Vậy hả? Em tên gì? Dạ em tên Kim Lan. Mà quê em ở đâu? Dạ quê em ở Bến Tre. Làm thêm thì cũng tốt, nhưng mà phải chú trọng vào việc học. Nếu như muốn được đổi đời, làm ở những nơi này con gái rất là dễ sa ngã. Dạ em biết mà, gia đình em rất khó khăn, cho nên em phải đi làm thêm để kiếm tiền trang trải học phí. Nếu như tôi không đáp ứng yêu cầu của cậu thì cậu sẽ làm gì tôi? Làm gì à? Tôi sẽ đem tất cả những bằng chứng mà tôi có được vạch mặt cậu trước mặt các cổ đông kìa. Còn hơn nữa, tôi sẽ báo công an. Cậu nghĩ mình sẽ thoát à? Xin lỗi cậu, tôi không phải là trẻ con lên năm. Tất nhiên tôi biết tôi sẽ chết mà, nhưng ít ra tôi phải kéo theo cậu. Cậu nên nhớ, tôi là chán sành, còn cậu là chán kiểu. Coi ai mất nhiều hơn ai. Tôi đã tin lầm cậu. Cho cậu một vị trí xứng đáng, một cuộc sống tốt hơn mong đợi. Nhưng bây giờ cậu dám phản tôi à? Cậu nghĩ như vậy là tốt à? Cậu nghĩ cậu có thể qua mặt tất cả mọi người hay sao? Tôi và tất cả mọi người ở bên cạnh cậu đều là những con chó thí, phục vụ cơ đồ bá chủ của cậu mà thôi. Ngay cả một đứa trẻ tội nghiệp ngoài kia kìa, nó có tội tình gì khi sinh ra bởi tội lỗi của những người lớn? Cậu tưởng cậu nuôi nó vì yêu thương nó hả? Thằng Thiên, nó làm tất cả mọi chuyện dưới sự chỉ đạo của cậu. Nhưng tôi tin chắc một điều, nếu như có chuyện gì xảy ra, chính nó là người đưa lưng ra đỡ cho cậu đó. Cậu biết gì về Thằng Thiên mà nói như vậy? Tôi cho cậu biết, tôi biết nhiều hơn cậu tưởng đó. Cậu đừng có nghĩ cậu có thể che đậy sự nham hiểm của mình lâu như vậy mà không ai biết được sao. Cậu đang trả thù đời, trả thù vợ, ngay cả trả thù thằng bạn thân của mình kìa. Im đi, câm miệng lại, tôi sẽ giết cậu nếu cậu nói thêm một câu nữa. Cúng lại. Cậu đừng bao giờ đánh vào mặt tôi.
Mẹ, mẹ làm sao mà giật mình như bị điện giật vậy? Con dậy rồi hả? Cô Tuyết dậy chưa? Dạ chưa, cô Tuyết vẫn ngủ ngon ở trên nhà kìa. Mẹ, có chuyện gì mà con thấy mẹ lo lắng vậy? Mẹ không biết tại sao mẹ thấy lòng nóng như lửa đốt vậy. Mẹ không biết có chuyện gì xảy ra với ba con hay là anh hai con không nữa. Mẹ, sao mẹ lại tự nhiên đi hù mình? Anh hai với ba con vẫn đi làm như mọi ngày mà. Sao mẹ lại lo vậy? Cô Duyên mới vừa gọi cho mẹ. Cô ấy lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra với chú Mạnh và ba con. Hai người cãi nhau hả mẹ? Mẹ không biết, nhưng mà mẹ không dám gọi cho ba con. Vậy để con gọi cho, có gì đâu mà mẹ phải ngại. Để con xem ba và anh hai con ở đâu. Mẹ chờ con chút nha. Ra đi. Cầm lấy tiền và lập tức biến khỏi thành phố này. Nếu cô còn dám ở lại đây, cô sẽ chết dưới tay tôi. Cầm lấy. Cô có nghe tôi không? Nếu cô dám nói chuyện xảy ra ngày hôm nay, tôi sẽ truy sát cô tới cùng. Nghe chưa? Đi đi. Và coi như cô không biết chuyện gì xảy ra ngày hôm nay. Con bình tĩnh nghe ba nói đây. Chuyện này là bất đắc dĩ. Ba không cố tình hại chết chú ấy. Bây giờ con cùng ba giải quyết vụ này. Ba muốn con làm chuyện gì? Ba muốn con thay ba nhận tội giết người. Không gọi được cho ba hả con? Có đổ chuông, nhưng sao ba lại không nghe máy ta? Để mẹ gọi cho anh hai. Tại sao cả hai đều không nghe máy vậy? Có chuyện gì xảy ra với hai cha con rồi? Mẹ ngồi đi. Con nghĩ chắc không có chuyện gì xảy ra đâu. Chắc ba với anh hai đang họp đó. Hôm nay là chủ nhật mà họp hành cái gì? Con là người thừa kế sự nghiệp của ba. Trong giai đoạn khó khăn này, ba cần phải có mặt thì mới trụ vững được. Nếu con nhận tội ngộ sát, lỡ tay phòng vệ mà gây ra cái chết, ba ở ngoài sẽ chạy án cho con. Chỉ vài năm là con ra thôi. Ba làm vậy
cũng chỉ vì nghĩ cho tương lai của anh em con. Sự nghiệp của ông nội và ba gây dựng bao nhiêu tâm huyết không thể sụp đổ được. Con lại chưa có nhiều kinh nghiệm, làm sao con có thể chèo chống đưa ngân hàng vượt qua khó khăn này? Nhưng mà con, con đừng nói gì hết. Là thằng đàn ông, con phải biết hy sinh cho gia đình, cho đại nghiệp. Con đâu có muốn mẹ và em gái con ra đường sống, đúng không? Con đâu nỡ thấy Empty Bank sụp đổ và kéo theo các công ty con khác. Lúc đó con ở ngoài này, con cũng chỉ là con số 0 mà thôi. Còn Tư Khai, hai người uống rượu rồi xô xát xảy ra, còn chỉ vì tự vệ mà đẩy ngã ông ấy, dẫn tới cái chết không mong muốn. Con, bà sẽ lo liệu mọi chuyện. Con yên tâm đi, con phải tin bà. Anh mặc cái áo vô đi, anh ra nói chuyện với mẹ để cho mẹ yên tâm. Em chẳng hiểu tại sao mẹ cứ sốt ruột từ trưa đến giờ. Anh biết rồi, mà sao tự nhiên mẹ lại nhát mình như vậy chứ? Anh thấy mọi chuyện vẫn bình thường mà. Lúc anh đi á, ba và anh hai còn lại chơi thêm vài gián nữa. Em cũng không biết nữa, em thấy mẹ lo lắng kỳ lạ lắm. Sao mẹ lo lắng bâng quơ vậy? Con vừa từ chỗ anh hai và ba về, mọi chuyện vẫn tốt mà. Đại, anh sao ở nhà gọi mạnh không nghe máy? Bộ có chuyện gì xảy ra hả anh? Tôi đi làm bàn bạc công việc với khách, thời gian đâu mà nghe máy. Tại sao bà lại trù, có gì là sao? Tại không biết làm sao, em thấy bất an trong người. Gọi cho anh thì không được, gọi cho Thành Thiên cũng không. Bà rảnh quá ha, không có chuyện gì làm sao? Ở nhà lo chăm sóc cháu ngoại cho tốt đi. Chuyện tôi ra đường làm cái gì kể tôi. Anh cho em hỏi,
Chúng tôi có việc cần trao đổi với hai ông bà. Dạ mời hai anh vô nhà. Chào, chào các anh. Ông Nguyễn Hùng Mạnh hôm qua đã bị giết chết. Trời đất. Ủa, ông Mạnh là bạn thân của hai vợ chồng chúng tôi. Ông ta hiền lành như vậy, tại sao lại bị giết? Ông Mạnh và cậu Thiên, con trai của hai ông bà, có hiềm khích gì với nhau hay không? Thành Thiên nó xem ông Mạnh như là chú ruột trong nhà. Trong công việc á, ông Mạnh luôn chỉ dẫn cho nó. Hai người không có mối hiềm khích nào đâu. Tại sao các anh lại hỏi như vậy? Con trai tôi có chuyện gì sao? Theo hiện trường vụ án, chúng tôi tình nghi cậu Thiên đã giết chết ông Mạnh. Xin phép hai ông bà chúng tôi đi. Có gì chúng tôi sẽ liên lạc với hai ông bà sau. Dạ. Kìa, chắc là có hiểu lầm gì đó. Con trai tôi nó không có giết người đâu. Nó không có giết người đâu mà. Xin bà cứ bình tĩnh, vụ án này vẫn trong vòng điều tra. Mời ông 2 giờ chiều nay đến phòng cảnh sát điều tra công an quận. Chúng tôi có vài điều muốn hỏi ông. Dạ. Chúng ta đi. Chào. Dạ chào em. Tôi tên là Trung, là luật sư mà ba anh đã thuê. Dạ. Bởi vì anh đang ở trong giai đoạn điều tra, cho nên người nhà không thể gặp mặt. Ba anh đang ở bên ngoài, ông rất lo lắng cho anh. Ba tôi đang ở bên ngoài hả? Ba anh nhắn tôi nói lại với anh rằng đừng lo lắng nhiều. Ông ấy luôn ở bên cạnh và làm tất cả những gì có thể cho anh. Tôi là luật sư đại diện hợp pháp cho anh ngay từ lúc này. Anh có thể cho tôi biết toàn bộ sự việc đã xảy ra. Còn cứ khai hai người uống rượu rồi xô xát xảy ra, còn chỉ vì tự vệ mà đẩy ngã ông ấy, dẫn tới cái chết không mong muốn. Ba sẽ lo liệu mọi chuyện.
Con phải tin ba. Anh đã sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của tôi chưa? Ráng uống miếng sữa vô đi bà, không bà kiệt sức mất bà. Mẹ ơi, mẹ uống một chút nha mẹ. Thôi, mẹ không uống đâu. Đừng bắt mẹ uống gì vào lúc này. Lũ coi cô tiết giùm tôi nha. Dạ, cô đừng lo, em coi được mà. Ừ. Sao lại có thể như vậy được chứ? Mọi chuyện đang yên, đang lành mà